Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi Khả Năng Ô Tô. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Nhân một đầu tháng âm lịch thì Khả Năng Ô Tô xin kính chúc tất cả quý khán giả đã và đang theo dõi Khả Năng Ô Tô một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc mọi người có những ngày cuối năm thật là vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống cũng như hạnh phúc gia đình. Chúc mọi người luôn luôn thành công, may mắn trên con đường mình đã chọn. Anh em nào làm kinh tế thì kiếm thật nhiều tiền, anh em nào còn đang gì thì có nhiều sức khỏe nhé các bác nhé, để làm kinh tế rồi ủng hộ cho Khả Năng Ô Tô. Nghề buôn bán ô tô bọn em thì rất mong các bác có nhiều sức khỏe, rồi có tiền, có bạc, có của thì mới đầu mới đi đến tính đến chuyện đi mua ô tô, đúng không ạ? Thì bên em cũng luôn luôn mong cho khán giả là khỏe mạnh, thành công, may mắn. Chúc mọi người vạn sự bình an và vạn dặm bình an. Đấy, lái xe trên đường an toàn nhé. Hôm nay trời mưa gió thì em không thể quay riêng một chiếc nào đó phục vụ cho bà con các bác anh chị được. Thì hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng. Chúc mọi người luôn luôn đỏ như gấc và đỏ như con i10 đỏ kia luôn. Bên em thì chẳng ngại gì cả. Xe qua dịch vụ cũng báo dịch vụ, xe qua taxi cũng báo taxi cho bà con các bác anh chị, nhưng giá nó hợp lý với chiếc xe nó còn đẹp, còn cứng với tầm tiền là anh em đến và gặp gỡ Khả Năng Ô Tô ngay các bác nhé. Nhà em rất nhiều những mẫu xe mới về để quay cho bà con các bác anh chị luôn. Mẫu này thì đời 2016 đây. Tên công ty taxi đời 2016 nhé các bác nhé, mang nước sơn màu đỏ. Chiếc này thì bên em sẽ rút hồ sơ cho bà con các bác anh chị nào mà để sang tên chính chủ này, tiền nào của đấy bà con ạ. Với cửa tiền hơn 201 một xíu thì nhà em bán chiếc này nhập khẩu ở Ấn Độ và keo chỉ zin gầm bệ chắc chắn, nâng kịch đồ rồi, màn hình cam nùi Android, đèn gầm rồi na đang đúc đầy đủ hết các bác nhé. Đó đây, anh em có thể nhìn thấy cái lớp sơn của nó này, em đã sơn toàn bộ màu đỏ các bác nhé. Đấy, nguyên rác nguyên tế nguyên chắc của nó thì em đổi màu em báo luôn. Đấy, không nói dối khách hàng đấy là tiêu chí bán hàng Khả Năng Ô Tô. Với cửa tiền này các bác chỉ mua được tầm tiền đấy thôi, còn nếu mà chỗ nào nó bán rẻ hơn thì là xe nó không được đẹp anh em nhé, nhớ như vậy. Bọn em bán thì em mua cả lô em mới chọn được mấy con thôi, taxi nhưng mà người ta đi giữ gìn. Như anh em nhìn này, nội thất các bác nhìn này, như mới không, nhìn nó rất là đẹp. Đấy, đẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài chứ không phải là đẹp bình thường đâu, và không hề có lỗi nhé, không đâm đụng va chạm gì, thế mới nó đẹp. Mà máy gầm ngon đấy, điều hòa mát, nội thất đẹp sạch sẽ, nồi ghế da cũng đẹp này, vô lăng củ số đẹp thì mới có giá như vậy. Còn nếu mà anh em mà mua con xe nó chỉ đâm một chút đầu thôi là anh em chỉ mua 180 thôi đấy, nên nhiều nơi người ta bán rẻ anh em vì sao không đến được. Hôm nọ có bác người Hà Tĩnh ra bấm biển khoe em bấm biển 488 đấy, cũng thế này. Cũng thế là anh em đến xem xe ở chỗ khác không được, xong bắt đầu là chuyển sang nhà Khả Năng Ô Tô thì mua được, mà cao hơn mấy chục triệu vẫn mua. Đấy, nếu anh em muốn màu đỏ xịn thì đây, i10 đời 2014 nhé các bác nhé. i10 đời 2014 tư nhân chính chủ biển Hải Dương, một chủ tư mới này. Chiếc xe này thì nhà em đang chào bán với mức giá là 236 triệu đồng liêm yết tại cửa hàng, nhưng mà còn giảm còn bớt cho bà con các bác anh chị nào quan tâm. Đấy, những cái mẫu xe màu đỏ bên em đây, mùng 1 thì toàn màu đỏ thôi. Chiếc này thì i10 nhập khẩu Ấn Độ, động cơ 1.0 nhé, máy 1.0 và 3 máy và nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam mình, biển Hải Dương. Em đã làm video riêng chiếc này rồi, anh em nào muốn quan tâm có thể gửi ảnh hình ảnh qua video và qua Zalo số điện thoại 0326062789 ạ. Đấy, bên này thì màu đỏ cam đây, thì em có chiếc Ford Fiesta, nó cũng là một mẫu xe mà số tự động gia đình, một chủ tư mới nhé các bác nhé. Vì sao có biển này? Biển này thì vì chị đến người Vũng Tàu và lấy chồng người Hà Nội nên được chuyển và xe về Hà Nội, không mất thêm tiền biển nên chị chuyển về biển Hà Nội đi cho nó đẹp. Và chính chủ một chủ từ đầu, chủ nữ sử dụng nhé. Và chiếc xe này thì em đang chào bán mức giá là 268 triệu đồng, đời 2011, thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Việt Nam, đời 2011, Ford Fiesta, đi sướng lắm nhé các bác nhé, đi rất là sướng luôn. Ngoài đây thì em có xe công vụ của anh em đây, đời 2016, tư nhân một chủ sử dụng từ mới, con Yaris G này nó rất là đắt, nó rất là đắt tiền. Cái dòng này thì động cơ nó 1.5 nhé, nó bản E thì nó chỉ có 1.3 thôi, đây là bản G thì nó có 1.5, 1.5 thì nó là bản đủ, có trang bị đầy đủ túi khí phanh ABS, dòng này rất là đắt tiền. Và em đang chào bán mức giá là 46, có bớt mạnh cho bà con các anh chị để quan tâm, để lại cho anh em đi, còn em này đi xe khác. Đây, cứ màu đỏ em dã các bác nhé, màu đỏ đây. Màu đỏ thì hôm nay có Kia Sedato đời 2016 nhé. Kia Sedato đời 2016 số sàn biển 37, tư nhân một chủ sử dụng từ mới, mang nước sơn màu đỏ. Chiếc này thì không taxi dịch vụ gì cả, sơn xi thì sạch, máy thì zin, keo chỉ zin nhé. Chiếc này thì biển Nghệ An, tên tư nhân, và bên em đang chào bán mức giá là niêm yết tại cửa hàng là 395 triệu đồng, nhưng mà em vẫn còn giảm, còn bớt mạnh cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm. Động cơ 1.6 dòng phân khúc hạng C này, nó sẽ cao cấp và đẳng cấp hơn do với dòng Hyundai Accent hay dòng Toyota Vios các bác nhé. Và mẫu xe này thì nó có 6 số tiến nên là đi rất là đẹp và bền, và với mức giá là 390 anh em ạ, còn giảm còn bớt nhé. Màu đỏ đây, màu đỏ còn rất là nhiều các bạn. Đây là Mercedes đây anh em nhé, Mercedes đời 2008 nhập khẩu từ Đức về nhỉ. Đời 2008 được sản xuất tại Việt Nam, dòng này một sản xuất Việt Nam, Đức thì phải hay là 1 hay là 2. Và em chào bán mức giá là 310
19 triệu 310 triệu anh em nhé, để cho bà con 310 triệu thôi. Đời 2008, động cơ 1.8 tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, mang nước sơn màu đỏ. Cho anh em nào yêu thích cái phong mẹc, mẹc nhìn nó vẫn cứ sang trọng đẳng cấp đó. Đây là mặc mẹc gì anh em, mẹc C200 nhé anh em nhé. Đấy, mặc C200 đấy. Rất là đẹp luôn, cứng cáp và không cần làm gì cả, về đổ xăng là chạy thôi. Đấy, bên này thì vẫn còn những mẫu xe màu đỏ thì em lên sóng báo giá cho bà con cô bác anh chị đây. Không húp cái mũ vào thì bắt đầu là đây. Kia Morning số tự động mà anh em đang hỏi đây. Kia Morning số tự động nhập khẩu đời 2009 nhé, phiên bản số tự động. Động cơ 1.0, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội mới về bên em, màu đỏ. Biển Hà Nội 30A67472. Trước này em chào bán mức giá là 210 triệu đồng thôi. Còn giảm còn bớt độc lái cho bà con có anh chị nữa. Nên các bác cứ đến xem xe rồi liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Mùng 1 đỏ trưng cho bà con có anh chị này. Phiên bản này là phiên bản nhập khẩu nên là nó sẽ được trang bị động cơ số dích chắc, máy eco, tiết kiệm nhiên liệu, điều hòa auto nhé các bác nhé. Có sấy ghế và có túi khí phanh đầy đủ cho bà con các anh chị luôn. Dòng này thì không taxi, không dịch vụ gì, keo chỉ thì zin, máy cũng zin luôn và rất là đẹp. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, 4 máy nhé, động cơ 1.0, 4 máy rất là khỏe khoắn cho anh em nào đi này. Chị em nào mà có cờ tiền 200 triệu mà muốn màu đỏ đây, nổi bật đi. Hôm nay mùng 1 thì Khả Năng Ô Tô để cho bà con đúng 200 này anh em nhé. Quan tâm alo cho Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Tiếp theo thì anh em có thể lựa chọn lấy một mẫu xe màu đỏ đô. Cũng là một chiếc xe màu đỏ nhưng nó hơi ngả một chút. Màu đỏ đô rất là đẹp này. Chiếc này thì Khả Năng Ô Tô đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là hơn 400 triệu đồng. Honda City các bác nhé. Honda City đời 2016, tư nhân một chủ sử dụng từ mới. Máy số thân vỏ keo chỉ zin 100%, không mất một phân keo chỉ nào. Chiếc này thì bên em đang chào bán với mức giá là hơn 420 một chút. Còn bớt còn bao rút hồ sơ còn lộc lá cho bà con có anh chị nào quan tâm alo trực tiếp vào Khả Năng qua số điện thoại 0326062789. Anh em có thể nhìn thấy nước sơn bên ngoài nó còn zin 100% các bạn. Nói chung là 100 thì không thì hơi quá, nhưng mà những cái phần cản trước cản sau này thì em không nói. Còn cái sơn này nóc lung rồi tai tất cả mọi thứ này là sơn zin nhé. Và chiếc xe này thì anh em được trang bị động cơ 1.5, số tự động và máy eco, tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối, gương điện cụp xòe gương, phím bấm vô lăng tích hợp. Nó là cái đời 2016 đời chót rồi, đời 2017 nó lên City Top, có City Top bản cao cấp, con này cao cấp nhất rồi 2016 đấy nhá. Đấy, với động cơ số tự động là nó tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối này, 4.9 trên 100 km này, 5.8 kết hợp 7.3 ngoài đô thị anh em nhé. Đấy, đây là những cái mẫu xe màu đỏ nhá. Bên em vẫn còn một chiếc nữa ngoài kia màu đỏ thì em quay luôn cho bà con các anh chị nào quan tâm này. Ngoài ra thì anh em có thể tất cả những xe màu khác anh em có rất là nhiều nhé, không phải ít đâu. Đấy, Vios mới về là đời 2017. Đời 2017. Em chào bán tại cửa hàng với mức giá là 360 triệu đồng thôi. 360 triệu đồng, biển 12 Lạng Sơn, mang nước sơn màu vàng cát cho anh em nào người Lạng Sơn giữ biển này. Đấy, còn rất là nhiều những mẫu xe khác nhau anh em nhìn thấy không? Vios này có 170 triệu thôi. 179 triệu để cho bà con 170 trong ngày mùng 1 đấy các bác nhé. Đấy, giá nên biết cửa hàng là 179 nhá. Có giảm cho bà con, có lộc lá cho bà con, có anh chị quan tâm alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Đấy, mẫu này thì nó là mẫu Vios đời 2016 bản Z. Bản Z thì nó có động cơ 1.3 nhá. Em đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 295 triệu đồng. Còn giảm còn bớt còn lộc lá cho bà con có anh chị nữa. Đấy. Không có series màu đỏ thì vẫn còn mẫu nữa. Anh em còn nhiều lắm, còn mẫu nữa đây. Một mẫu Mazda. Một mẫu Mazda đời 2018 các bác nhé. Mazda 3 đời 20, con này là 2015 chứ. Sorry bà con có ba anh chị luôn. Chiếc này là đời 2015 các bác nhé. Đâu, 18 ấy nhỉ, con 15 đâu nhỉ. Con 15 không biết, con này 18, biển 89 Hưng Yên. Và em chào bán mức giá là 550 anh em, 550. Còn bớt nhiều, anh em là quan tâm alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô. Bớt nhiều luôn, mà không zin một thứ thôi. Thì anh em tìm một thứ không zin em bớt 20 triệu. Cứ một thứ không zin 20 triệu và anh em bớt quả này 15 cái thứ không zin là ngon. Là chỉ còn có mấy chục triệu thôi. Đấy. Xe rất là rẻ, anh em trả góp được nhé. Em làm trả góp, cố gắng làm trả góp cho bà con các anh chị trước này luôn. Vì nó nhiều tiền mà. Đấy, cửa tiền 550, các bác đến xem xe trực tiếp liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhá. Nhà còn rất là nhiều xe anh em này. Mình muốn nói là nhà mình còn rất là nhiều xe. Nhiều kinh khủng luôn đấy. Innova này. Innova gia đình đời 2014 này nhá. Form mới đời 2015 rồi. Đấy, tư nhân chính chủ gốc Hà Nội. Trước này thì em bán 388. Đấy, hay là chiếc Innova này, Innova biển Hà Nội đây, 30A 11 năm phát lộc, dù biển đẹp thế, ông nào bốc cái biển dã man đấy, đời 2006 à, đời 2008 nhá, em chào bán mức giá là 245 triệu đồng, còn bớt còn lộc lá cho bà con. Ngoài ra i10 đây, i10 đời, con này bản thiếu nhưng lại xe gia đình anh em ạ, không khoan đục, đấy nên rất là đắt, đời 2016 em bán mức giá là 235 triệu đời 2016 2015. Đó, xe đẹp, máy zin, keo chỉ zin nhé. Đời 2016 này.
trắng xịn, không đổi màu, không đâm đụng va chạm ngập nước nhé. Để cho bà con 230 thôi, biển Tuyên Quang nhé. À, còn ba rút hồ sơ cho bà con nữa, còn bớt cho bà con nữa nếu anh em khéo đến còn bớt nữa. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ các bác nhé. Đấy, Y10 biển Thái Bình 17A09586 đây. À, mới về à, bản đủ à, bản thiếu thôi nhưng mà được trang bị đầy đủ na răng rồi. Gương điện cụp xòe gương đầy đủ hết các bác nhé. À, chiếc này thì em dự kiến bán với mức giá là khoảng 255 triệu đồng, xe gia đình một chủ từ mới. Đấy, đời thì đời form là 2010. Form mới rồi, đời 2018 các bạn, động cơ 1.0, máy zin, keo chỉ zin, một chủ từ đầu. Và không có taxi dịch vụ gì cả, không khoán đục đấy. Còn này chắc khả năng là anh em chạy dịch vụ ở nhà hay Grab em không biết. Nhưng mà nó là một chủ từ dụng từ mới đời 2018 với mức giá là 255 triệu đồng. Anh em thấy giá có ok không ạ? Máy zin nhá, keo chỉ zin, máy zin luôn và không có đâm đụng ngập nước nhá. Một chủ từ mới thì làm sao mà đóng vào công ty được đúng không? Có thể anh em chạy dịch vụ ở ngoài thì em không nói làm gì, nhưng mà chiếc xe này nó một chủ từ mới luôn. Và em đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 255 triệu đời 2018. Giá quá êm cho anh em nào mà muốn mua xe màu trắng và đời cao. Đấy. Tiếp theo là những cái mẫu xe này như con xe này đây, con Kia Morning SI đời 2016 em bán có 259 triệu. Giá mạnh bớt cho anh em chục triệu nhá. Hôm nay cứ bớt mỗi xe chục triệu cho anh em và bao hồ sơ cho anh em. Các bác cứ đến xem xe trực tiếp liên hệ Khả Năng Ô Tô. Đấy, cái mẫu xe biển Hà Nội đây, sedan hai đầu đây, mới về đây, 45662. Đấy, các bác nhìn thấy không, một form sedan. Sedan này thì anh em có thể làm taxi, anh em có thể làm dịch vụ, hoặc anh em có thể làm xe gia đình cũng được. Và nó rộng rãi vì nó có thêm cái cốp các bác nhé. Đấy, chiếc này thì em dự kiến bán ấy. Đời 2015 thì em bán khoảng lanh quanh 240 thôi, 230 cũng bán cho bà con các bác anh chị nhé. Các bác nào đến xem xe liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 này. Đây là cái mẫu xe này đã đặt cọc, khách hàng đặt cọc rồi thì em đang đánh bóng đèn cho khách này. Đấy, con này là biển Hải Phòng đấy, bán rồi. Mitsubishi Outrigger yêu khiếp đặc. Ông nào ông ấy thử máy nhưng mà đạp căng đấy. Đây. Còn cái mẫu lửa mới về đây anh em nhìn này, có cái mẫu biển D này. Morning Van số tự động biển D màu màu cam đất nhá. Màu đất nâu đất này. Chiếc này thì bên em đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 212 triệu đồng. Để cho bà con 205 triệu thôi, anh em nào quan tâm alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô đi. Qua số điện thoại 0326062789 này. Tiếp theo là cái mẫu i10, i10 đời 2017, phiên bản sedan nhé. Chiếc này thì form mới rồi, model mới này, nhập về Việt Nam, nắp ráp tại Việt Nam rồi. Động cơ 1.2 và tên tư nhân chính chủ, bên em đã rút hồ sơ ở trong miền trong chuyển ra anh em ạ. Đấy. Công ty thì đúng hơn, có dịch vụ nhé. Chiếc này có dịch vụ, em bán mức giá là 285 triệu đồng. Niêm yết tại cửa hàng, máy zin, keo chỉ zin. Đấy, đời 2017, form sedan nhé. Và cản trước anh em nó độ lên cái cản của Lamborghini hay là bản cản của cái gì đây, không biết. Rất là đẹp, sạch sẽ. Và ngoài ra thì nhà em còn hàng trăm những mẫu xe khác nhau để cho bà con lựa chọn. Các bác nào muốn quan tâm alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Rất nhiều xe cho bà con lựa chọn nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ Khả Năng Ô Tô. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ những video em lên sóng báo giá về những chiếc xe. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.